Cô chào tất cả các bạn. Hôm nay cô gặp lại các bạn trong tiết học toán. Trước khi vào bài học thì cô trò chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi. Các bạn có sẵn sàng chơi cùng với cô không nào? Trò chơi của cô có tên là Nhanh Như Chớp. Cô có 3 ô số, 1, 2 và 3. Ẩn sau các ô số là một phép tính bất kỳ. Nhiệm vụ của các bạn là trong vòng 5 giây phải đưa ra được đáp án chính xác nhất của phép tính. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ khám phá ô số đầu tiên, ô số 1. Các bạn hãy quan sát cho thật kỹ nhé. Tính 60 trừ 40 bằng bao nhiêu? Các bạn hãy quan sát phép tính lại một lần nữa nào. Bây giờ các bạn có 5 giây để tìm ra đáp án của phép tính. 5 giây bắt đầu. Đã hết 5 giây rồi. Các bạn đã tìm ra được đáp án của mình chưa? Bây giờ hãy cùng so sánh với đáp án của cô nhé. 60 trừ 40 bằng 20. Những bạn nào có cùng đáp án với cô nào? Rất là tốt, hãy tự vỗ tay khen cho mình nào. Chúng ta sẽ cùng khám phá ô số thứ hai. Ẩn sau ô số thứ hai là gì? Các bạn hãy quan sát cho thật kỹ. Ở ô số thứ hai này, phép tính của chúng ta là 90 trừ 60 bằng bao nhiêu? Cô đọc lại một lần nữa nhé. 90 trừ 60 bằng bao nhiêu? 5 giây cho các bạn bắt đầu. Hết 5 giây rồi, các bạn đã đưa ra được đáp án cho mình chưa? Bây giờ các bạn hãy so sánh đáp án của mình và đáp án với cô nhé. Những bạn nào có cùng đáp án với cô? 90 trừ 60 bằng 30. Rất là tốt, hãy vỗ tay khen mình nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá ô số cuối cùng, ô số thứ ba. Ở ô số thứ ba này cũng là một phép tính. Các bạn hãy quan sát phép tính. Cùng đọc lại phép tính với cô. 70 cộng 20 bằng bao nhiêu? 5 giây cho các bạn bắt đầu. Hết thời gian rồi, chúng ta đã đưa ra được đáp án chưa? Đáp án của cô là 70 cộng 20 bằng 90. Các bạn có cùng đáp án với cô không? Rất là tốt, chúng ta hãy cùng vỗ tay để tự thưởng cho mình nào. Vậy là chúng ta vừa thực hiện các phép tính về cộng trừ các số tròn trục. Để con cho cô biết số tròn trục là số có mấy chữ số? Đúng rồi, số tròn trục là những số đều có hai chữ số. Và bài học hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các số có hai chữ số. Mục tiêu của bài là giúp các em nhận biết về số lượng, biết cách đọc, cách viết các số từ 20 đến 50 và biết đếm, biết nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 50 đó. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng vào bài học ngày hôm nay chưa? Các bạn hãy quan sát cô có mấy bó que tính. Đúng rồi, cô có hai bó một chục que. Vậy cô sẽ viết số 2 ở hàng chục. Các bạn quan sát tiếp cô có mấy que tính rời. Cô có mấy que tính rời đây con? Đúng rồi, cô có 3 que tính rời. Vậy cô sẽ viết số 3 ở hàng đơn vị. Số gồm hai chục và ba đơn vị viết như thế nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ viết hàng chục trước, sau đó chúng ta sẽ viết hàng đơn vị sau. Cô viết 2, 3. Vậy số 2, 3 đọc như thế nào? Chúng ta sẽ đọc là 23. Các con đọc lại một lần nữa giúp cô nào. 23.
Các con quan sát tiếp. Cô có mấy bó que tính? Đúng rồi, cô có 3 bó que tính. Cô sẽ viết số 3 ở hàng chục. Các bạn quan sát tiếp cô có mấy que tính rời nữa nhé. À, cô có mấy que tính rời đây? Con hãy đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, cô có 6 que tính rời, cô sẽ viết số 6 ở hàng đơn vị. Số gồm 30 và 6 đơn vị chúng ta sẽ viết như thế nào? À, chúng ta sẽ viết hàng chục trước, sau đó chúng ta sẽ viết hàng đơn vị sau. Vậy là cô có số 36. Số 36 chúng ta sẽ đọc là 36. Các con hãy đọc thêm một lần nữa giúp cô. 36. Thêm một lần nữa nào. 36. Rồi bây giờ các con hãy quan sát tiếp cô có bao nhiêu que tính ở đây nhé. À đúng rồi, cô có 42 que tính. Vậy thì cô đọc số là 42. Vậy 42 được viết như thế nào? À, 42 là số có hai số viết liền nhau, số 4 đứng trước và số 2 đứng sau. Vậy số 42 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Rất là chính xác, số 42 gồm 4 chục và 2 đơn vị. Bây giờ các con hãy đọc lại nào. 23, 36, 42. Đọc lại thêm một lần nữa. 3 số các con vừa đọc là số có mấy chữ số? Chính xác, các số mà các con vừa đọc đó là số có 2 chữ số. Vậy bây giờ con hãy thử đọc giúp cô số này nhé. Các con hãy quan sát số đầu tiên. À, số đầu tiên chúng ta sẽ đọc như thế nào đây? Đúng rồi, 25. Số 25 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Rất là tốt, số 25 gồm 20 và 5 đơn vị. Nhưng chúng ta sẽ không đọc là 25 mà chúng ta sẽ đọc là 25. Các con nhớ nhé. Số tiếp theo. Rất là tốt, chúng ta đọc là 39. À, vậy liền sau số 39 là số bao nhiêu con? Đúng rồi, số liền sau số 39 là số 40. À, vậy số 40 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Chính xác, số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị. Chúng ta đọc 40. À, để giúp các con khắc sâu hơn về cách đọc và biết được số liền trước, số liền sau của một số, thì bây giờ cô và các con sẽ cùng đọc lại các số từ 20 đến 50 nhé. Số đầu tiên 20. À, vậy số liền sau số 20 là số bao nhiêu? Rất là tốt, số liền sau số 20 là số 21. Vậy số liền sau số 21 là số bao nhiêu? À, số liền sau số 21 là số 22. Các con hãy đọc tiếp theo cho đến số 50 nhé. Các bạn đọc cùng với cô nào. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50. Các con lưu ý, các số ở hàng đơn vị là số 4 thì chúng ta còn có cách đọc khác. Ví dụ như 24 chúng ta còn có cách đọc khác là 24, hoặc là 34, 44. À, các con đã nhớ cách đọc chưa nào? Để giúp các con khắc sâu hơn về cách đọc và cách viết của các số có hai chữ số từ số 20 đến số 50 thì cô và các con sẽ cùng sang phần luyện tập. Phiếu luyện tập hôm nay của các con có 4 bài. Bài 1 viết số. Các con hãy đọc và sau đó viết số cho thật chính xác. Bài số 2 đọc số. Cô có các số và nhiệm vụ của các con là đọc các số và sau đó viết lại cách đọc số. Bài số 3 đọc và viết số. Các con hãy đọc cho thật kỹ để làm bài cho thật chính xác. Bài số 4, viết số thích hợp vào ô trống. Nhiệm vụ của các con là viết các số theo thứ tự từ số 12 đến số 50. Các con có làm được không nào? Cô hy vọng các con làm bài thật là chính xác nhé. Và sau khi các con đã làm bài tập xong, các con hãy nhờ ba mẹ kiểm tra lại bài của mình. Sau đó nhờ ba mẹ chụp hình gửi qua Zalo để cô kiểm tra xem các con đã làm bài chính xác chưa. Và các con phải lưu ý là khi chúng ta làm bài xong, các con hãy cất các phiếu bài tập cho thật cẩn thận để sau khi chúng ta vào học, chúng ta sẽ nộp lại cho cô để cô kiểm tra và bổ sung thêm kiến thức cho các con. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con có một buổi học thật là vui vẻ. Cô chào tạm biệt tất cả các con.